Ông Dược, ông hãy nghe cho rõ, vì tôi chỉ nói một lần thôi. Nguyễn Thành Luân đã cầm lệnh bắt ông trong tay. Vấn đề chỉ còn là thời gian. Và ông hãy rút ngay tất cả tiền ở ngân hàng ra. Đúng 1 giờ trưa nay, ông đến địa điểm cũ. Chúng tôi sẽ đón ông bằng trực thăng qua Thái Lan. Và từ đó, ông sẽ được đưa sang Mỹ. Ông nghe rõ chứ? Tốt. Thank you.
Thưa ông cố vấn, xin ông vui lòng cho công chúng trong và ngoài nước biết qua tình hình Việt Nam Cộng Hòa hiện nay. Tôi chân thành cảm ơn Việt Tân Xã và Đài Phát thanh Sài Gòn tạo cơ hội cho tôi trình bày về quốc dân đồng bào những diễn tiến hiện nay của Việt Nam Cộng Hòa. Như có lần tôi tuyên bố về báo Pháp Le Figaro, Việt Nam Cộng Hòa từ đầu năm 1959 thực sự ngồi trên một ngọn núi lửa, và ngọn núi ấy đã phun. Chúng ta đang sống trong cơn động đất mà địa chấn kế đã lên đỉnh độ mất an toàn. Cộng Hòa đang ở vào giờ phút báo động. Chính phủ không muốn giấu giếm tình thế nguy hiểm hiện nay. Đồng bào tất phải đặt câu hỏi vì đâu nên nổi. Thưa đồng bào, không phải chính phủ gieo rắc những nguyên nhân dẫn đến hậu quả này, không phải chính phủ không đủ khả năng dẹp bọn giặc tròn kia, không phải chính phủ bất lực. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa anh dũng có thừa, ý chí chống cộng của toàn dân luôn luôn mạnh liệt. Nhưng chính phủ vấp bao khó khăn từ những kẻ tự nhận là quốc gia, là chống cộng gây ra. Vì quyền lợi ích kỷ riêng tư, họ quay nhẹ vần nước, vô tình hay cố ý, các đòi hỏi của họ tiếp tay cho cộng sản. Cuộc bầu cử quốc hội vừa rồi, dù chính phủ gian lận bằng trăm cách, tôi vẫn đạt một số phiếu cao nhất, hơn 30.000. Các chiến hữu của tôi, như ông Nguyễn Trân, cũng thắng lớn. Thế mà cái gọi là ủy ban hợp thức hóa lại không công nhận kết quả hiển nhiên đó. Chế độ độc tài đang đè nén dân chúng, chỉ công nhận mỗi một cái. Từ lập pháp đến hành pháp, cơ cấu Việt Nam Cộng Hòa phải thuộc vào tay gia đình họ Ngô. Họ ỷ vào nước ngoài, họ làm cho khối đoàn kết quốc gia rạn nứt. Họ lớn tiếng đòi dân chủ mà không hiểu rằng nền dân chủ phương Đông vốn có truyền thống độc đáo. Thứ dân chủ xô bồ rập khuôn Âu Mỹ chỉ đưa đến hòa mất nước. Thưa đồng bào, thật đáng tiếc là người bạn lớn của Việt Nam Cộng Hòa lại chập chờn trong sự lựa chọn giữa thời điểm tế nhị hiện nay, hoặc toàn dân Việt Nam xếp hàng sau lưng tổng thống hợp pháp hợp hiến, và đó là con đường duy nhất thu Giang Sơn về một mối, qua cuộc Bắc Tiến nhất định thắng lợi. Để tăng cường đồn lụy của thế giới tự do ở Đông Nam Á, hoặc một vài kẻ bất mãn, và như vậy có nghĩa là dâng nốt phần đất phía Nam này cho cộng sản. A07 gửi ta mới nhận định về tình hình hiện nay rất phấn khởi. Em sẽ nói kỹ với anh. Văn phòng của tướng Mắc Ga dặn khi nào anh về thì cho tướng Mắc Ga một cái hẹn. Ở Tổng Nha có gì lạ không? Công việc của em ở Tổng Nha vẫn bình thường.
Chắc không bao lâu nữa ông Y sẽ về thay ông là làm tổng giám đốc công an cảnh sát. Nói chung không khí miền Nam sôi sục. Hôm qua Ngô Đình Nhu nói trên đài Sài Gòn báo động tình hình suy thoái và trách cứ người Mỹ. Em có cảm giác sắp nổ ra một cái gì đó. Anh biết nội dung bài nói của Nhu nhằm đánh động dư luận Mỹ, đặc biệt nhằm lưu ý Kennedy chắc chắn sẽ thắng cử tổng thống Mỹ. Tình hình Lào khiến Nhu lo ngại Mỹ sẽ thay ngựa dùng bọn quân nhân. Tuy nhiên Mỹ chưa có con bài đủ bắn lính. Nếu nay mai họ bật đèn xanh cho... Alo. Dạ vâng. Đúng. Tôi đây. Vâng ạ. Tôi sẽ nói lại với nhà tôi ngay ngày mai. Vâng, vâng. Chào bác sĩ. Trần Kim Tuyến. Đúng. Bác sĩ Tuyến nhắn lại ngày mai sẽ có máy bay riêng đưa anh đi gặp Ngô Đình Nhu. Ở đâu? Đà Lạt. Anh về kịp thời. Tình hình tồi tệ hơn nhiều so với lúc anh đi. Rồi anh sẽ đọc, sẽ nghe. Có đến cả trăm mũi nhọn chĩa vào chúng ta. Bây giờ tôi muốn anh cho vài nhận xét về khóa nghiên cứu của anh ở Fort Bragg. Khóa tu nghiệp tham mưu cao cấp này nhằm đáp ứng nhu cầu trong tương lai của Mỹ. Tôi thấy rõ tính chất ấy qua cấu trúc chương trình và qua hướng dẫn tổng quát của Đại tướng Taylor, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu Liên quân Mỹ. Người Mỹ tính đến khả năng đưa một số lực lượng Mỹ đáng kể vào nước ta và trụ liệu xây dựng quân đội Cộng hòa lên đến con số triệu, kể tất cả các binh chủng. Anh thấy người Mỹ có một sự tiếp xúc đặc biệt nào với số sĩ quan và học ở đó không? Tôi không có điều kiện để hiểu sâu về việc anh vừa hỏi. Chúng tôi phải vùi đầu học, học đêm, học ngày. Các anh Lâm Văn Phát, Quỳnh Văn Tồn, Trần Thiện Khiêm, Nguyễn Khánh và tôi, mỗi người ở một nhà riêng, ít khi gặp nhau trừ trong giờ nghe giảng. Người Mỹ thật ngây thơ khi nghĩ rằng một phán quan đảng mồm mép có thể xoay chuyển nội cục diện ở Việt Nam. Người Mỹ lý giải tình hình suy thoái ở nước ta theo cách của họ. Họ quan tâm nhiều những mặt thứ yếu, tỉ như các loại tin đồn đại về buôn lậu, về nhân sự trong các ngành, về quốc hội. Tôi biết. Đúng như anh nói. Sau khi hất cả người Pháp, người Mỹ tự cho mình đứng khá vững ở đây và họ bắt đầu mơ màng. Họ định nhét vào chính quyền đủ mọi thứ. Chính sách của họ là kiềm chế chúng ta. Người Mỹ bỏ tiền vào miền Nam càng nhiều thì quyền lực của họ đương nhiên càng rộng. Đằng sau mọi từ ngữ đẹp đẽ là phương châm quen thuộc của họ: business is business. Vấn đề Việt Nam thật ra chỉ là một áp phè, và trong buôn bán con người không khiến họ bận tâm bằng sự lời lỗ. Nói vậy thôi, chúng ta không phải là cục bột. Tôi muốn nói với anh một điều. Hãy sửa soạn chung sống với Kennedy, Johnson trong thập niên 60 này nếu họ đồng ý. Và nếu ta cùng đồng ý. Bận lắm nên mới chịu để trung tá đi một mình. Sau đám cưới của trung tá với cô Thùy Dung, người ta hết còn thắc mắc về trung tá, nhưng tới nay thì người ta lại bắt đầu thắc mắc lại. Chắc trung tá Luân
đang bị nhà báo hê lên Phan Fani làm khó. Có cần giải dây không? Đại tá định giải dây bằng cách nào? Lực lượng phòng vệ phủ tổng thống của đại tá đâu có đây. Và đã chắc gì Trung tá Luân cần giải dây. Xin giới thiệu với Trung tá, đây là Băng Trinh, người đẹp Bình Dương. Còn đây là Trung tá Dương, tư lệnh phó lữ đoàn dù. Hân hạnh được biết cô. Xin lỗi ông Đáng, chút xíu nữa tôi sẽ trở lại. Người ta thắc mắc tại sao ông bà Trung tá lấy nhau đã lâu mà vẫn chưa có tin mừng. Người ta còn thắc mắc rất nhiều điều về ông Trung tá kiêm kỹ sư Nguyễn Thành Luân. Nhưng bây giờ thì chính tôi có một thắc mắc riêng tư cần anh Luân giải đáp. Và vì thế tôi đành xin lỗi đại tá và cô Helen vậy. Mời anh Luân. Người ta cho anh thuộc gia đình tổng thống, cùng một quan điểm với tổng thống. Tôi trái lại cho rằng anh luôn luôn giữ cách nhìn độc lập. Nhưng bài thuyết trình của anh trong các khóa hội thảo đảng cực lao, trong quân đội, dù lời lẽ đôi chỗ không minh bạch lắm, vẫn hé ra một cái gì riêng của anh. Anh có cảm thấy cần thiết có sự thay đổi nếu chúng ta muốn tồn tại? Tôi sẽ nói ý kiến của tôi về sự cần thiết hay không cần thiết phải đổi thay. Nhưng trước hết, tôi muốn đi sâu vào khía cạnh kỹ thuật. Thế nào là đổi thay? Và đổi thay bằng cách nào? Thế nào là đổi thay thì tôi nghĩ là anh đã thừa biết. Còn thay đổi bằng cách nào ư? Một cuộc giải phẫu dù cắt ruột thừa vẫn phải rỉ máu. Ekip giải phẫu của chúng ta được giáo sư danh tiếng bảo trợ chứ? Tôi nghĩ là có. Liệu các bác sĩ đã thực sự thống nhất ý định, biện pháp và trật tự sau khi giải phẫu chưa? Suy tính cẩn thận là ưu điểm của mọi nghề. Nhưng người ta không thể có món omelette mà không đập vỡ trứng. Từ những quả trứng vỡ, người đầu bếp sẽ biết mình cần bao nhiêu mỡ. Với anh, tôi không đòi anh đập trứng. Tôi hy vọng anh góp mặt khi ráng trứng. Em chuyển nhân báo cáo này cho A07. Có thể có một cái gì đó dữ dội hơn phát súng trên cao nguyên. Nghĩa là người Mỹ sắp thay công thức. Em đừng nghĩ thay công thức đồng nghĩa với xóa diện. Ngô Đình Diệm vẫn còn, anh tin như vậy. Và như điện anh gửi cho A07, có thể có một hành động cảnh cáo nào đó của Mỹ. Anh nghiêng về khả năng đó. Một ngọn roi của ông chủ nẹp vào mông của con ngựa bất khả. Về phía em có gì lạ không? Sáng nay sếp em đến tổng nha rất sớm. Lúc em đến đã thấy ông ấy rồi. Em được lệnh xuống phòng lưu trữ lấy hồ sơ lý lịch của hai người. Một là Trung úy Nguyễn Thanh, tốt nghiệp ở Hoa Kỳ, khóa huấn luyện đặc biệt về phá hoại bằng chất nổ. Hai là Trung úy Ngô Ngọc Thụ, chuyên viên làm các giấy tờ giả và giả mạo chữ ký, được đào tạo tại Đài Loan. Đúng 9:15, em được lệnh đi cùng tướng Là lên phi trường quân sự, sau đó lên một chiếc trực thăng. Bay khoảng 15, trực thăng đáp xuống một thung lũng mà em đoán có lẽ ở khoảng nào đó trên Blau. Sếp em bảo em ở lại trên máy bay, còn ông ta thì bước xuống, đi thẳng về phía trước. Lúc đó em mới thấy phía bìa rừng bên kia cũng có một chiếc trực thăng đậu sẵn ở đó. Trên chiếc trực thăng đó cũng có một người đàn ông bước xuống và đi thẳng về phía sếp em. Cả hai gặp nhau ở khu đất trống. Em nhìn kỹ và nhận ra người đàn ông kia là Ngô Trọng Hiếu, đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Cao Minh. Đúng lúc đó có tiếng máy bay trực thăng. Em nhìn lên và thấy một chiếc trực thăng thứ ba bay đến, đáp xuống phía bên trái em. Trên máy bay bước xuống một người đàn ông mà chỉ nhìn dáng em biết ngay là bác sĩ Trần Kim Tuyến, trùm mật vụ của miền Nam.
là một cuộc họp tối mật thuộc loại top secret nên họ mới mất công dàn cảnh như thế. Rất tiếc là em không có phép thi lý nhĩ nên không nghe được nội dung của nó. Cuộc họp kéo dài bao lâu? Khoảng 45 phút. Trở về Tổng Nha, em cầm lệnh đặc biệt của tướng Là xuống phòng cấp sổ thông hành gặp đại tá Lữ để làm ngay một sổ thông hành và cấp chiếu khán qua Cao Miên cho một thương gia mang tên Đỗ Văn Tùng. Nhưng hình dán ở sổ thông hành là hình của Trung úy Nguyễn Thanh, chuyên viên phá hoại bằng chất nổ. Một chi tiết đáng chú ý khác là lúc đại tá Lữ bước qua phòng bên, thấy trên bàn có cuốn sổ thông hành, em lật ra xem. Thông hành cấp cho Lý Cai với một tên giả Huỳnh Văn Tấn và nơi đến cũng là Cao Miên. Em có biết Trung úy Thành và Lý Cai sang Cao Miên bằng phương tiện gì và ngày nào không? Không, nhưng em có thể tìm ra nếu anh cần. Sợ trễ mất. Em làm cho bảy cầu mũi một thông hành sang Cao Miên được không? Được, nhưng phải mất vài ngày. Vài ngày thì mọi chuyện có thể đã xảy ra. Nếu anh thấy cần gấp thì bảy cầu mũi có thể bí mật qua Cao Miên bằng con đường mà bọn buôn lậu thường dùng, Mường Phin, Xiêm Rệt. Có nhớ cô ca sĩ Lệ Thúy trước hát ở phòng trà Văn Cảnh không? Dạ nhớ. Lệ Thúy là bạn thân của tôi. Cô ấy sang bên làm ăn, hiện đang ở Xiêm Rệp. Tôi nghĩ anh nên gặp cô ấy, sẽ có lợi cho anh. Chào cô Lệ Thúy. Xin tôi bông, bông chia sẻ nhung ở đằng. Dung và ông kỹ sư Luân vẫn khỏe chứ? Vẫn khỏe, cả hai gửi lời thăm cô. Sao anh biết tôi ở đây? Theo địa chỉ cô Dung cho, tôi đến nhà tìm cô và em cô đã chỉ tôi đến đây. Bây giờ anh cho tôi biết, tôi có thể giúp anh được việc gì? Tôi cần gặp ngay thiếu tá cô xem, trưởng phòng tình báo. Anh có xe không? Có. Vậy chúng ta đi ngay. Đi đâu? Phnom Penh. Văn phòng thiếu tá cô xem ở đằng kia.
ông Lý Cai chắc ông ngạc nhiên lắm khi thấy tôi ở đây. Nếu ông đang đợi người mang quà sinh nhật cho hoàng hậu Kusamak thì xin báo tin buồn cho ông biết, y vừa bị bắt. Cả Phnom Penh đang xôn xao vì vụ nổ vừa rồi, và toàn dân miền vui mừng vì quốc vương Suramarit, hoàng hậu Kusamak và thái tử Sihanouk đều thoát nạn. Gói quà sinh nhật chỉ giết chết mỗi một người, hoàng thân nội giám Vakrivan. Ông nói với tôi những điều vừa rồi để làm gì? Có liên quan gì tới tôi đâu? À, ông bình tĩnh lắm ông Lý Cai à. Bình tĩnh là đòi hỏi số một trong nghề chúng ta. Tuy nhiên có lẽ vì ông chưa biết tin, ông đang bị truy nã. Cảnh sát và Mộc Diệu Miên đều đã biết tên thật của ông và đều có hình ảnh ông. Tất cả các ngõ ra vào Phnom Penh bị đóng chặt. Và ông đến đây để bắt tôi? Trái lại, tôi đến đây để đưa ông về Sài Gòn an toàn. Biết rõ ông và tổ chức của ông, cũng như ông biết rõ tôi, thì lại không phải là một vụ giúp đỡ lẫn nhau. Ông thông minh lắm. Giờ để khỏi mất thì giờ, tôi đi thẳng vào vấn đề. Chúng tôi sẽ đưa ông về Sài Gòn an toàn. Ngược lại, ông đưa chúng tôi tất cả những gì về Nguyễn Thành Luân mà ông định bán cho Hoa Nam Tình Báo Cục. Nếu tôi không đồng ý. Vụ này chắc các ông đã tính toán từ trước. Tôi hỏi thật, CIA lứng về phía nào? Ở cương vị tôi không đủ thẩm quyền trả lời câu hỏi của ông. Tình hình xấu lắm, rất xấu. Đã thấy tình hình an ninh nội địa mỗi ngày mỗi tồi tệ thêm. Anh hãy đọc bản báo cáo mới nhất của Bộ Tổng Tham mưu thì rõ. Ta mất một phần lớn làng xã. Cộng sản đột ngột đẩy mạnh hoạt động, đặc biệt là ở tỉnh Kiến Hòa.
như anh vừa đọc trong bản báo cáo, Bộ Tổng tham mưu đổ xuống Kiến Hòa toàn bộ liên đoàn thủy quân lục chiến, mở một cuộc tấn công quy mô vào ba xã Bình Thủy, Phước Hiệp, Bình Khánh thuộc vùng Mỏ Cày, nơi mà tin tình báo cho biết đầu não tỉnh ủy Bến Tre đóng sở chỉ huy. Suốt nửa tháng trời, quân lực Việt Nam Cộng Hòa không chạm trán một trận nào lớn về Việt Cộng, nhưng giờ phút nào cũng vấp phải tổn thất, bị bắn tỉa với những khẩu súng cổ, bị vướng lưu đạn đạp chông, bị bắn với những khẩu súng ngựa trời, thậm chí bị ống đánh, dồn các tổn thất lại con số thương vong thật đáng sợ, hàng nghìn. Vấn đề chưa phải hết. Một hôm chờ Mỏ Cày náo động, hàng vạn người, đa số là ông già, bà già và trẻ con, bồng bể gồng gánh chạy vào thị trấn, nói là quân đội quốc gia đốt nhà, phá làng, giết người. Dọa họ, họ không nao núng. Bắn chỉ thiên, họ càng xông lên hăng hơn. Rốt cuộc dính quần bị vây, quần trưởng báo cáo về tỉnh, tỉnh xin ý kiến Sài Gòn. Tôi đành phải ra lệnh xoa dịu. Cuộc càn quét ba xã chẳng những không hề hận gì Việt Cộng, mà còn đẻ ra một lực lượng chống đối mới. Những người biểu tình, đặc biệt trong số đó ngày càng nhiều hơn thân nhân binh sĩ đang tại ngục, anh nhận xét tình hình như thế nào? Khó hiểu, nên tôi không dám đưa ra một nhận xét. Tôi sẽ giúp anh tìm hiểu. Tổng thống đã ký sắc lệnh bổ nhiệm anh làm tỉnh trưởng tỉnh Kiến Hòa. Và anh đã nhận lời? Không nhận cũng không được. Vả lại anh nghĩ sẽ có lợi cho ta nếu anh nhận chức tỉnh trưởng Kiến Hòa. Nhưng anh sẽ gặp nguy hiểm từ mọi phía. Trách nhiệm của chúng ta là phải chấp nhận mọi nguy hiểm. Có chỉ thị của A07 chứ? Có, nhưng không đủ. Điện đài chỉ thu được một phần rồi bị cắt đứt, không hiểu vì lý do gì. Đã nhận được báo cáo của kỵ sĩ và Mimosa, bản tango số 3 đã đến lúc chấm dứt. Không biết chúng nó lấy được nghị quyết 15 của Trung ương ở đâu. Sau đây là tóm tắt phân tích tình hình chung. A. Thời kỳ tạm thời ổn định của Mỹ Ngụy ở miền Nam đã qua. Chúng đang bước vào giai đoạn khủng hoảng mới sâu sắc. Tình thế đó hé mở cho nhân dân miền Nam khả năng nâng cao hình thức đấu tranh chính trị và quân sự, nhanh chóng xây dựng lực lượng, giành địa bàn nông thôn và rừng núi rộng lớn, thúc đẩy thêm mâu thuẫn nội bộ địch phát triển gay gắt. B. Có thể Mỹ buộc phải thay đổi tay sai bằng một... Chỉ có bấy nhiêu? Em chưa từng nghe nói đến nghị quyết 15. Anh biết rõ không? Chúng nó là ai? Chúng nó mà A07 đề cập tới, theo anh, có thể là Tổng quỹ tình báo hoặc Tòa đại sứ Mỹ. Rất có thể Như chưa biết gì về nghị quyết này. Hình như trước kia anh đã từng hoạt động ở Bến Tre. Và thật bất ngờ khi Bến Tre trở thành trung tâm của cuộc khởi nghĩa miền Nam. Anh chờ đợi nơi khác có địa thế rừng núi để có thể dễ dàng tiến về lùi, chứ không phải Bến Tre, tỉnh của những cù lao. Thưa Trung tá, đây là Cồn Ốc. Tin mật báo cho biết cơ quan tỉnh ủy Việt Cộng đã dời từ Định Thủy sang đây. Tin mật báo tin cậy được không? Dạ, chắc ăn 100% rồi. Thiếu tá Trường Lĩnh, không được nổ súng dù một phát nếu chưa bị tấn công. Thưa Trung tá, nghe rõ.
mà chừng đó. Có mấy chú về tới đây là bị bắt liền à. Chú ăn mặc vậy không hợp với dân thành đâu. Bà là bà Hai Sặc phải không? Chỉ chừng nào giờ tôi có đổi tên đâu mà ông hỏi. Bà léo lự dữ ha. Để rồi coi. Tỉnh quỷ ở nhà nào? Cỡ nhà bà không? Tỉnh quỷ là cái gì? Bà đừng hỏi đố tôi. Dân cồn ốc mà không biết tỉnh quỷ gì cộng hả? Thằng Tư Cương, thằng Bá Đạo ở đâu? Ông làm quan sao ông nói lỗ mãn quá vậy? Bà hổn hả? Thiếu tân vọng, ông không được làm như vậy. Trung tá mới về nên không biết. Con mẹ già này ghê lắm. Chồng nó, con gái nó đều là việc cộng thứ thiệt. Chồng nó làm căn cứ cho tỉnh quỷ. Con gái nó, con rô làm y tế cho tỉnh quỷ. Thôi được. Bà không biết tỉnh quỷ ở đâu. Vì còn chồng và con gái bà ở đâu hả? Ông nhà tôi qua Trà Vinh cài mướn. Còn con rô may mướn cho Sài Gòn. Con rô mà biết may à? Thứ ta đã bắt được con rô. Con này dữ lắm chúng ta. Buông ra. Dữ. Tụi mày không biết cách làm cho nó hiền lè. Buông ra. Ổn nè. Trời ơi, chết con tôi rồi. Rô. Dừng lại. Sẽ xử bắn ông ngay tại đây nếu ông đụng tới bà già này. Thiếu tá Lê, ra lệnh rút quân ngay khỏi chỗ này. Nghe rõ. Tôi không thể hiểu vì sao trung tá lại nới tay với tụi cồn ốc. Con mụ Hai Sặc đáng lãnh một phát đạn lắm. Tôi không thích để Việt Cộng thâu lợi. Bắn bà Hai Sặc một phát, chúng ta sẽ nhận 1000 phát trả thù. Bắn bà Hai Sặc đâu có thể tìm ra tính quỷ. Chúng ta chỉ đến nổi điên thì tại sao lại hành động ngu xuẩn như vậy? Tôi nghi ngờ kết quả của chính sách mà trung tá định thí nghiệm ở đây. Tôi phải thanh minh với trung tá. Tôi từ giả tỉnh Kiên Hòa không một chút nuối tiếc. Nếu trung tá thay tôi sớm hơn một năm, có lẽ tôi cũng bực mình. Nhưng bây giờ thì tôi rất xấu hổ là đã bàn giao cho trung tá một gia tài quá khốn khổ. Chúng ta mất gần sạch, luôn cả con đường ra Bắc Tân Thạch đi Sài Gòn cũng không còn an toàn. Năm 1958, tôi tường trình vì phụ tổng thống những gì tôi cảm thấy có thể nhận chìm chúng ta, tham mưu việc bầu phụ tổng thống. Xin nói rõ, lúc đó trung tá đang phụ trách chiến dịch Cơn Hồng Thủy. Gửi trả bản tường trình với lời phê dốt nát, hai chữ bi quan bằng mực đỏ. Tôi phải rời tỉnh Kiến Hòa chính vì cách điều khiển chính sự dốt nát đó. Giá như phụ tổng thống gửi kèm theo lời phê nông cạn kia vài chục khẩu đại bác. Đại bác không bắn được dân biểu tình. Bắn được, miễn dám bắn. Napoleon nổi tiếng nhờ dám hạ nòng đại bác bắn vào đám biểu tình. Và vì vậy, ông ta lại càng nổi tiếng hơn ở Waterloo, ở Bordino. Cuối cùng, im tiếng ở St. Helens, chơi vơi ngoài Đại Tây Dương. Xin vô phép ngắt lời trung tá. Tôi đồng ý,
đại bác không phải loại chuyên dùng đàn áp biểu tình, nhưng chính trị lại là sở đoản của bọn nhà binh. Trung tá đừng giận, kể luôn cả trung tá, chọn lựa cái ít xấu hơn, tôi nghiêng về các khẩu đại bác. Chưa chắc tôi đã làm nên cơm cháo gì ở đây, nhưng trách nhiệm được giao không thể thoái thác. Chính phủ yêu cầu tôi bình định Chiến Hòa, tôi nhận lời với điều kiện tôi không bị gò bó. Chúng ta không thiếu đại bác, ngay cả ở Chiến Hòa, nhưng đất cứ mất, biểu tình cứ tăng, có lẽ cùng lên song song. Tôi sẽ cố làm cả hai cùng xuống. Tôi mong trung tá thành công, dù rằng tôi dứt khoát không tin. Dù sao tôi cũng ái náy đã đào xới bằng đạn đại bác để trung tá phải sang lấp. Sang lấp trên mặt đồng ruộng không khó lắm. Đúng, cái khó là sang lấp những cái hố trong lòng người. Anh có dặn tôi điều gì không? Trung tá nên cẩn thận với gã thiếu tá Vọng, thứ mà cô hạ đẳng, có vẻ là dân của CIA. Anh không giao cho tôi được một nhân mối nào trong nội bộ Việt Cộng sao? Tôi biết có một nhân mối quan trọng, nhưng thiếu tá Vọng nắm toàn bộ. Nhân mối trao cho nó một tài liệu gì đó, và nhờ tài liệu đó nó được hậu thưởng. Tài liệu gì? Theo đại quý Tống Văn Tình thì đó là bản nghị quyết của Cộng sản Bắc Việt. Đại quý Tống Văn Tình, phó ty công an trình diện trung tá. Đại quý ngồi. Trình trung tá, đây là hồ sơ của 147 người can án chính trị. Xin trung tá ký giấy chuyển sang trung tâm cải quý. Những người này bị bắt từ tháng 9 năm 1959 cho tới giữa năm nay. Tại sao cựu trung tá tỉnh trưởng không giải quyết? Thưa trung tá, theo tôi biết thì trung tá Hùng không tin vào những hồ sơ này. Vậy tại sao trung tá Hùng không ký giấy thả họ ra? Trình trung tá, theo tôi nghĩ thì trung tá Hùng tránh đụng độ với thiếu tá Vọng. Nghĩa là theo đại quý, ông trung tá tỉnh trưởng sợ ông thiếu tá trưởng ty công an. Thưa trung tá, tôi không có ý nói như vậy. Đối với mọi người ở Kiến Hòa thì thiếu tá Vọng là người rất có thế lực. Ông ta được thiếu tướng là tổng giám đốc tổng nha và thiếu tướng Mai Hữu Xuân phụ trách Bình Định ở Bộ Tổng Tham mưu tin cậy. Ngoài ra, thiếu tá Vọng còn có mối quan hệ chặt chẽ với trung tá Smith và thiếu tá Rilkezi. Theo đại quý thì những hồ sơ này đáng được tin cậy không? Thưa trung tá, tôi không được trực tiếp điều tra, nhưng ở đây tôi muốn nhấn mạnh một điểm. Thiếu tá Vọng ra khẩu lệnh thà bắt lầm hơn thả lầm. Đã bắt thì người bị bắt phải có tội, không tội thì điều tra viên chịu tội thay. Thiếu tá Vọng thường khoe đó là phương ngôn của ông cố vấn Ngô Đình Nhu. Tôi sẽ xét hồ sơ này sau. Bây giờ tôi muốn thăm khám lá. Đại quý đi cùng tôi. Thưa trung tá, đây là nơi tạm giam những người mà hồ sơ vừa trình trung tá. Đã tới thăm trại giam bất ngờ, thành thử chúng tôi không kịp chuẩn bị để đón tiếp. Ông trưởng ty yên tâm, tôi cũng không thích các nghi thức rùm rà. Phòng giam phụ nữ ở đâu? Thưa trung tá, phía bên kia. Bú đi con, bú đi con. Chị kia tên gì và can tội gì? Thưa trung tá, chị ta tên Lê Thị Hai, can tội chứa chấp Việt Cộng, chồng chỉ là Việt Cộng. Anh nhà hiện ở đâu? Mấy ông bắn chết còn hỏi tôi làm gì? Mở cửa.
mời chị ra. Từ giờ phút này chị được trả tự do. Trinh chúng ta, ở đây toàn là bọn diệt cộng nguy hiểm. Ai là diệt cộng nguy hiểm? Đâu ông chánh mật thám chỉ coi. Tôi từng này tuổi sao theo diệt cộng nổi. Các ông thủy quân lục chiến mà vô Bình Khánh đó, hãy tới nhà nào thấy nuôi heo thì ông cho là diệt cộng để bắt heo. Tôi mà bị bắt vô đây đó là vì tôi không cho mấy ông giật. Bà tên gì? Ở đâu? Tôi tên Phạm Thị Lượm, ở ấp chợ Lằng Bình Khánh. Tôi trung tá, tôi nói thiệt, chính ông chánh tì mật thám thì mới đúng là diệt cộng. Tôi mà là diệt cộng à? Ba này ăn nói ẩu tả. Ông bắt bớ, đánh đập, ác đức bà con. Chính ông xúi bà con theo diệt cộng. Thả bà già này ra, một lời với chị hai. Tôi sẽ xét hết trường hợp từng người. Ai vô tội sẽ được trả tự do. Hy sinh quá nhiều, ai cũng có quyền nghĩ đến cảnh yên vui, nhưng là những đảng viên, chúng ta phải biết kiềm chế tình cảm, có thế mọi việc sẽ diễn ra như ta hy vọng và phấn đấu. Công việc của anh rất nặng nề, nguy hiểm. Lợi dụng và khai thác mâu thuẫn trong nội bộ địch là khả năng hiện thực, là một vấn đề có tầm vóc chiến lược. Thông qua đó, ta góp phần làm cho địch rối loạn, suy yếu, hỗ trợ cho phong trào cách mạng của quần chúng. Đảng tin cậy anh có được một số điều kiện thuận lợi nên biết chỗ mạnh của mình. Phải kiên trì, phải nhìn xa. Chào đại úy Diên, đã lâu không gặp. Đại úy Diên khỏe chứ? Cảm ơn cô Phan Fanny, mời cô vô trong, trung tá đang đợi cô. Tôi rất thích chụp những bức ảnh bất ngờ như thế này. Ông vẫn khỏe mạnh chứ ông Lương? Cảm ơn cô Phan Fanny, tôi vẫn thường. Mời cô ngồi. Tôi có thể biết được điều gì đã đưa cô xuống Kiến Hòa chứ? Cô Khánh, nước dừa là loại giải khát tuyệt vời đấy. Ông Luân, làm sao biết tôi thích nước dừa? Chỉ là một sự ngẫu nhiên. Cô quên rằng đây là xứ sở của dừa. Xin lỗi, vậy mà tôi cứ tưởng. Để trở lại câu hỏi của ông, tôi xuống đây để viết bài về ông, về sự bắt đầu một trắc nghiệm mới nữa của ông. Một trong những người mà tôi luôn luôn đề phòng là cô. Cô hãy lên thân mến. Tôi sẽ không bao giờ gắn cho ông bất kỳ một tư tưởng nào mà ông không có. Ông cố gắng chống đỡ cho chế độ Ngô Đình Diệm đứng vững. Tôi sẽ viết như vậy. Tất nhiên, ông cho phép tôi được bình luận về ý định của ông, tức là bình luận về tính hiện thực của những cố gắng ấy. Tôi không ngờ một phóng viên của tờ Financial Affairs lại đặc biệt sắc sảo về chính trị như vậy. Cảm ơn ông. Việc ông ký lệnh phóng thích số tù chính trị đã làm ông trở thành đối tượng nghiên cứu của dân chúng toàn tỉnh Kiến Hòa. Và qua hình ảnh, bài viết của Helen Fonfany, chính giới Mỹ sẽ mang con quái vật Nguyễn Thịnh Luân lên vào mổ. Chính giới Mỹ cũng có những cái đầu tỉnh táo, ông không bị cô lập đâu. Trình thiếu tướng, Thiểm Ti thấy có bổn phận trình lên thiếu tướng tổng giám đốc tình trạng rất kỳ lạ sau đây, xảy ra ở Kiến Hòa trong vòng chưa đầy một tháng nay. Từ khi thay trung tá Lê Như Hùng làm tỉnh trưởng Kiến Hòa, trung tá Nguyễn Thành Luân giải quyết công việc theo một đường lối khác thường, đang gây xôn xao trong giới chức tỉnh, xáo trộn quy tắc lâu năm,
của Thiểm Ti vốn là quy tắc cho Tổng Nha đề ra. Ông Luân can thiệp quá sâu vào phần chuyên môn của Ti Công An. Ông Luân ký lệnh phóng thích đến 151 can phạm. Tất cả đều xong hồ sơ về tội đích thân hoặc A Tòng hoạt động cho Việt Cộng. Mặt khác, ông ta lại ký lệnh tống giam và truy tố ra tòa án quân sự khá đông nhân viên công an, kể cả một số mật báo viên và nhân viên đặc biệt của chúng tôi. Thiểm Ti cũng xin lưu ý thiếu tướng là trong thời gian chưa dài lắm kể từ khi Trung tá Luân được bổ xuống Kiến Hòa, chúng tôi ghi nhận số lượng tấn công và quấy rối của Việt Cộng tăng gấp 3 lần so với trước. Chúng kiểm soát nhiều trục lộ và thủy lộ then chốt, trong đó có chợ Thơm, Hương Mỹ, An Định. Tỉnh Lỵ Trúc Giang đã bị bao vây. Ban đêm Việt Cộng meeting ngay cầu Ba Lai, cầu Chạc Sậy thì tự do chè chén với chợ Mỹ Lòng cách trung tâm thành phố Trúc Giang không xa. Một hiện tượng khiến Thiểm Ti vô cùng thắc mắc. Ông Luân hết sức quan tâm đến một số mật báo viên mà chúng ta đã gài trong hàng ngũ của Việt Cộng, nhất là điệp viên mang bí số G5. Ông ta đã có nhiều lần dò hỏi Thiểm Ti. Sau chót, ông Luân ra lệnh cho Thiểm Ti cùng với Ti Thông Tin tổ chức công khai cuộc đấu khẩu giữa tỉnh trưởng tỉnh Kiến Hòa và dân chúng của tỉnh vì chủ nghĩa quốc gia, chủ nghĩa cộng sản vào ngày Chủ nhật tới tại sân vận động tỉnh Lỵ. Nói chuyện sao các ông chặn lại? Muốn đi qua đây phải ngồi xuống cho chúng tôi viết khẩu hiệu lên nó. Nghe rõ trả lời. 50 nghe 17, 505, nói đi. Thưa thiếu tá, tụi em thi hành lệnh của thiếu tá, nhưng sau khi viết xong khẩu hiệu lên nón, bọn chúng lột nón quăng xuống rồi đạp bẹp luôn. Thiếu tá cho chỉ thị mới. Diễn lên áo tụi nó, đồ ngu. Thưa thiếu tá, nghe rõ. Mời đồng bào đến đây để đồng bào được tự do công khai bày tỏ lập trường và nguyện vọng của mình đối với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, một chính phủ hợp pháp, hợp hiến. Trong những năm qua, chính thể Cộng Hòa đã lo cho dân như thế nào, đồng bào đã thấy rõ. Như vừa qua tại tỉnh này, chính phủ do Ngô Tổng thống lãnh đạo đã khoan hồng và trả lại tự do cho một số đồng bào, mà không ít thì nhiều đã từng tham dự vào việc chống đối chính phủ. Xin đồng bào giữ trật tự. Đây là một cuộc tranh luận công khai. Vậy xin đồng bào cử đại diện lên mái dầm. Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe.
tỉnh trưởng. Ông nói rằng chính phủ Việt Nam Cộng Hòa hết sức lo lắng cho đời sống của dân. Chúng tôi, những người dân vô tội, kính thưa với ông tỉnh trưởng, chúng tôi đang yên ổn làm ăn, bắt chúng tôi phải bỏ ruộng vườn, nhà cửa, mồ mả ông bà, tập trung vô khu trù mật thành thới giả nghiệp, lại còn bắt chồng con chúng tôi đi lính nữa. Ông tỉnh trưởng nói rằng luật 10/59 là trừng trị bọn cộng sản, nhưng chúng tôi không thấy cộng sản ở đâu, mà chỉ thấy bắt dân làm chúng tôi giam cầm, tra tấn, giả mang. Không phải chỉ ở khám lá này, mà cả những chùa, chiền, đình, miếu và cả trường học nữa. Kính thưa tỉnh trưởng, lo cho dân là như vậy phải không? Ông Kiên Hạnh mấy giờ thì ra tới đây? 2 giờ. Lẽ ra phải tới rồi. Ê Dân, mày không tắm nữa hả? Mày có thấy dạo này con Minic bám sát thằng cha Smith không? Không phải nó mê thằng cha Smith đâu, nó làm theo lệnh của ông Kiên đó. Tôi vừa nhận được bản báo cáo của thiếu tá Vọng về Nguyễn Thành Luân ở Bến Tre gửi lên. Trung tá nghĩ gì về những hành động khác thường của Nguyễn Thành Luân ở Kiên Hòa? Nếu chỉ nhìn những hành động mà phán xét thì Luân là một tay thâm trầm khó hiểu. Hành động của Luân giải thích ở hướng nào cũng có lý cả. Phản ứng của Nhu thế nào? Theo lý cài cho biết thì sau khi đọc xong bản báo cáo mật của thiếu tá Vọng, Ngô Đình Nhu không nói gì hết với thiếu tướng Lạc. Ông Nhu bỏ bản báo cáo vào túi rồi lên xe đi. Đi đâu? Tháp Tùng Ngô Đình Diệm đi thăm một chiến hạm của Hoa Kỳ đậu tại bến Bạch Đằng. Điều đáng chú ý là có cả Nguyễn Thành Luân đi theo. Tốt nhất là anh Dư đừng cho khu trù mật thành thời tan rã, xây dựng khu thời thuần kịp Khánh Thành và thằng Mười theo lệnh của Tổng thống. Càng ngày tôi càng nghiêng hơn về chính sách bình định của anh. Nhưng anh hãy quá chừng, cuộc tìm tòi nào cũng gặp rắc rối như chuyện quả trứng của Christophe Colomb. Anh xem đây. Tờ trình này gửi riêng cho thiếu tướng, mong thiếu tướng hủy khi đọc xong, bởi sẽ gây khó khăn cho Thiểm Ty nếu tiết lộ tới tai Trung tá Luân. Vợ Trung tá Luân đang làm việc ở phòng bí thư tổng nha. Xin thiếu tướng nhận nơi đây lòng trung thành tuyệt đối của tôi. Tôi mới biết quyết định của anh. Quyết định gì? Về cái này. Nếu tôi có quyết định như anh nghĩ, tôi đã không đưa nó cho anh. Anh giữ lấy để đối phó với tên Vòng. Trung tá dặn thiếu tá tới thì mời vô phòng đợi trung tá. Vậy à, cảm ơn cô Loan nhé.
Thiếu tá đợi tụi lâu không? Mời thiếu tá ngồi. Chỉ một việc ông gửi tài liệu nghị quyết 15 của Cộng sản cho Mai Hữu Xuân và Smith mà không thông qua cựu tỉnh trưởng Lê Như Hùng, và ngay cả thiếu tướng Nguyễn Văn Lạc cũng không nhận được. Đủ để tôi xử bắn ông như đối với một tên gián điệp nhị trùng. Tôi thấy đã đến lúc thiếu tá nên cho tôi biết tất cả. Bắt đầu bằng G5. Dược binh rồi ai nuôi mẹ con tôi đây? Cái gì hả Thơm? Một thằng nhỏ liền lựu đạn vô ông tỉnh trưởng. Ý trời, có ai chết đâu mày? Lựu đạn không nổ mà chết gì má? Còn thằng nhỏ đi bắt rồi. Lê Trọng Thường, học sinh lớp 13 trường tỉnh. Tại sao em định giết tôi? Bộ mày không có lưỡi hả? Trung tá hỏi, sao mày không trả lời? Trung tá để nói cho tôi, bọn này phải dần cho nó mềm xương mới hết tật lì. Thiếu tá để yên. Em nói đi. Tại sao? Tại sao em ném lựu đạn vào tôi? Tại ghét. Tại sao ghét tôi? Ác ôn em mà không ghét. Tôi ác ôn chỗ nào? Em có thấy tôi đánh đập, bắn giết ai không? Ông giả đò nhân đạo, mà người của ông bắn giết không biết bao nhiêu dân trong tỉnh. Ông không gạt nổi dân Bến Tre đâu. Thôi được, tôi cho em về để tiếp tục học hành. Còn muốn làm chiến sĩ phía bên nào cũng vậy, phải tập luyện cho giỏi, bình tĩnh. Lựu đạn chưa tháo chốt đã vội liền, sao nổ được? Tôi tháo chốt rồi mà. Thiếu tá thấy không, khờ khạo quá nên dễ bị gạt. Thả nó ra. Thôi Trung tá, để tụi này khai thác tìm ra kẻ chủ mưu. Chuyện con nít hơi đầu đỉ, cho nó về đi. Tình thiếu tá, quả lựu đạn do tên Thường ném sở dĩ không nổ là vì đã bị rút kim quả. Vẫn theo dõi thằng bé chứ? Dạ, từ tòa tỉnh hắn về thẳng nhà và chưa thấy đi đâu. Thôi được, cứ thế mà làm. Dạ. Alo, tôi nghe đây. Đưa về thị xã Trúc Giang một người mà anh cần phải lưu ý. Ai? Thùy Dung. Anh hẹn con Monique xuống đây đấy à? Đâu có. Vậy nó xuống đây làm gì? Em gặp Monique ở đâu? Ở bến Bắc. Thấy em, nó lẫn vào phòng bán vé.
Nó tựa em không thấy nó. Theo anh, Monique xuống đây chỉ để gặp một người. Lưu Kỳ Vọng. Ừ. Đưa hồi em cái sách tay đỏ. Lý lịch Lưu Kỳ Vọng không có ở Tổng Nha. Vọng thuộc Sở Nghiên cứu Chính trị. Anh cũng đã nghĩ như vậy. Tình hình Sài Gòn như thế nào? Đang lên cơn sốt vì vụ đại úy Không Ly đào tránh ở Lào. Và như anh đoán, Ngô Đình Nhu đúng là con cáo già. Tuy Lữ Đoàn Dù được coi là con cưng của Tổng thống, vừa rồi vẫn bị đẩy ra khỏi Sài Gòn với lý do tiếp viện các tiền đồn ở Công Tung bị Việt Cộng tấn công. Không biết cuộc giải phẫu của Trung tá Dương rồi sẽ đi đến đâu. Trong thâm tâm, chắc anh thèm được làm Trung tá Vương. Tình huống sẽ không... Alo, tôi nghe đây. Dạ có. Thiếu tá đợi một tí. Thiếu tá Lê muốn nói chuyện với anh. Alo, tôi đây. Thưa Trung tá, Thiếu tá Vọng vừa điện thoại cho tôi hay. Có tin mật báo, khuya nay Việt Cộng sẽ về hội họp tại một căn nhà ấp Cầu Tréo, làng An Hội. Xin Trung tá cho chỉ thị. Dạ. Dạ, nghe rõ, chào Trung tá. Đại úy, thay tôi trực ở đây. Trung tá vừa ra lệnh cho tôi đích thân chỉ huy cục bao vây. Dạ. Trung sĩ Tùng, theo tôi. Các anh đã bị bao vây, không còn lối thoát. Vậy tốt hơn hết là các anh hãy ra đầu hàng, sẽ được hưởng khoan hồng. Các anh đã bị bao vây, không còn lối thoát. Vậy tốt hơn hết là các anh hãy ra đầu hàng, sẽ được hưởng khoan hồng. Nghe đây, tất cả các anh đã bị bao vây, không còn lối thoát. Vậy tốt hơn hết là các anh hãy ra đầu hàng, sẽ được hưởng khoan hồng. Đại úy Thổ, xin nói chuyện với thiếu tá. Tôi nghe đây, nói đi. Phía chúng tôi không thấy ai chạy ra, có lẽ trúng đạn hết rồi. Xin thiếu tá cho lệnh lục soát. Gần sáng rồi, hãy im lặng án ngữ. Đợi sáng rõ sẽ lục soát. Dạ đó. Đại úy Thổ vẫn án ngữ phía sau chứ? Dạ thưa dân. Lựu đạn, nằm xuống.
Trình thiếu tá, chúng tôi phát hiện một hầm bí mật, nhưng chưa kịp chuẩn bị thì một tên giảm dở nhảy lên với khẩu Sten bắn xối xả. Nhưng lúc hỗn loạn, hắn nhảy xuống sông mất dạng. Hai tên còn lại tung hai trái lựu đạn định tẩu thoát, nhưng đã bị bắt, lựu đạn không nổ. Thưa trung tá, đúng là em Thường. Còn tên kia là Dương Văn Tâm, 38 tuổi, nguyên giáo viên trường trung học Bến Tre, bỏ nhiệm sở từ tháng 2. Theo lời khai của Tâm thì hắn hiện là nhân viên văn phòng ban tuyên truyền thị ủy. Tâm khai là chẳng có hội họp gì cả, một số đi công tác ghé nghỉ nơi trạm. Tên bắn tiểu liên tẩu thoát là trạm trưởng. Thưa trung tá, có thiếu tá Giọng xin gặp. Mời vào. Dạ. Thưa trung tá, Di Năm vừa cho biết Dương Văn Tâm có bí danh là Hai Kiến, ủy viên thường vụ thị xã, phụ trách trí và học sinh dân. Đề nghị trung tá cho phép tôi khai thác ráo riết Tâm để lùa hết các cơ sở cộng sản trong giới thầy cô giáo, công tư chức và học sinh. Ý kiến thiếu tá rất đúng, nhưng tôi nghĩ còn có cách khác hay hơn. Nếu như Tài Tâm chịu làm việc cho mình, thiếu tá thấy sao? Dạ, trung tá mà làm được thì em út phục lắm. Nhưng khó phải không? Dạ đúng ạ. Tôi sẽ thử coi. Thiếu tá cho giải Tâm và cả chú bé qua đây ngay. Cậu có cuốn tự học phải băng cầm không? Dạ có. Chị có cuốn Lăng Lai Vi Văn Sen Kia em không? Hết rồi chị à, tuần sau mới có. Chị cho anh coi cuốn anh Văn Đàm Thoại kia một chút. Xin lỗi cô, không phải cuốn này. Tôi tìm cuốn tự học tay ban cầm của nhạc sĩ Đỗ Phương đó mà. Cuốn ấy hết đã lâu rồi. Vậy hả? Tiếc quá. Thôi cảm ơn cô nghe. Anh phải làm việc cho tôi. Không đợi nào. Ông có bắn tôi thì bắn. Tôi không phải là loại chó săn. Ông mưu mẹ với ai chứ không lừa được tôi đâu. Anh tưởng tôi lừa anh để anh khai sự thật sao? Không cần anh khai, tôi cũng biết đêm hôm kia các anh có cuộc họp. Những người dự họp sống công khai trong thị xã. Các anh chọn địa điểm họp như vậy cho tiện đi lại. Khi nghe động, số đông tán khỏi khu vườn. Còn ba người không thể đột nhập vào thị xã nên chém dè. Tôi nói đúng phải không? Chính người của tôi trong các anh thông báo cho tôi đầy đủ. Cho nghỉ vào. Chức vụ của người này. Hắn là Hai Kiếm, ủy viên thường vụ thị ủy, phụ trách trí và học sinh dân. Cảm ơn, anh có thể ra về. Anh phải làm việc cho tôi, luôn cả cậu Thường. Tôi ra lệnh cho các người hàng tuần phải báo cáo với tôi, báo cáo qua người của tôi đang làm việc với các anh. Đại úy Tình, đưa họ ra khỏi đây và trả tự do cho họ. Nghe rõ.
Anh nghe rõ lệnh của Trung tá tỉnh trưởng. Các anh được tự do, muốn đi đâu thì đi. Trung tá thật là cao tay. Chắc là sáu mũi được thằng Hai Kiếm. Lúc tôi nói bí danh và chức vụ của hắn, tôi thấy mặt hắn tái hẳn đi. Xin bái phục Trung tá. Và em cũng bái phục anh. Vừa thả được người của mình, vừa báo tin cho các anh hay có kẻ phản. Thật ra thiếu tá Lưu Kỳ Vọng mới đúng là người bị anh sò mũi. Em đừng nên xem thường thiếu tá Vọng. Khó hiểu. Hai Kiến không khai, Thường không khai. Tại sao cơ sở bể rộ? Vọng lấy danh sách ở đâu mà bắt gần 20 người thuộc hạng đầu mối quan trọng? Trong đó gần phân nửa dư cuộc họp ấp Cầu Tréo. Em thấy một chi tiết anh cần lưu ý. Tại sao tên từ dưới hầm trồi lên bắn cả băng đạn chẳng trúng ai? Hắn thoát đi một cách dễ dàng, chẳng bị ai rượt đuổi. Và sau đó là hai trái lựu đạn của Thường và Hai Kiếm ném lên cũng không nổ. Chào từ thiếu tá Lê, phòng hành quân. Pha cho anh một tách cà phê thật nóng đi. Dạ. Thiếu tá Lê hả? Tôi đây. Vụ ấp Cầu Tréo, ai phát hiện hầm bí mật? Vậy à? Thiếu tá Biểu đại quý Thổ qua gặp tôi. Ngay bây giờ. Chào thiếu tá. Đại quý Thổ qua cho vào ngay. Thưa trung tá, nghe rõ. Mật báo là cái gút mà ta phải phanh phui. Nếu không, Bến Tre khó tránh tổn thất. Một số tay sai của công an lén sâu vào nội bộ cơ quan chỉ đạo. Ít nhất cũng có hai tên, Di Năm và tên Hiển. Anh đã biết rõ tên tại sao không? Trình trung tá. Trung tá cho gọi tôi. Đại quý vô đây. Dạ. Đại quý ngồi đây. Đại úy uống cà phê nhé. Dạ, cảm ơn bà trung tá.
Tôi vừa uống xong. Vô ấp cầu tréo, tại sao anh phát hiện được hầm bí mật? Thưa trung tá, theo tin mật báo cho biết, nơi nào có xếp ba mảnh dừa khô theo hình tam giác thì nơi đó là nắp hầm. Đại úy có biết sẽ bị bắn không? Thưa không, tin mật chỉ nhắc đề phòng lựu đạn. Tại sao các anh không ai bị thương? Thưa, hình như người bắn cố ý không chỉ súng vào chúng tôi. Thưa trung tá, có đại úy Tình xin gặp gấp. Mời vào. Thưa trung tá, đội thám báo vừa tìm thấy một tử thi tại đầu ngõ ấp cầu tréo, mời trung tá đến xét nghiệm. Án mạng là gì có các ông, tại sao lại mời tôi? Thưa trung tá, trên áo nạn nhân có gài mảnh giấy với dòng chữ kính gửi ngài trung tá tỉnh trưởng. Lật lên coi. Hai kiến. Vào 1:30 sáng nay, quân dù đồn trú trong sở thú đã nổ súng tấn công liên binh phòng vệ phủ tổng thống và bao vây Dinh Độc Lập. Tham mưu biệt bộ phủ tổng thống ra lệnh cho các lực lượng thuộc sư đoàn 7 đóng ở Biên Hòa và sư đoàn 21 đóng ở Mỹ Tho về Sài Gòn dẹp nhóm sĩ quan dù phản loạn. Vào 1:30 sáng nay, quân dù đồn trú trong sở thú đã nổ súng tấn công liên binh phòng vệ phủ tổng thống và bao vây Dinh Độc Lập. Tham mưu biệt bộ phủ tổng thống ra lệnh cho các lực lượng thuộc sư đoàn 7 đóng ở Biên Hòa và sư đoàn 21 đóng ở Mỹ Tho về Sài Gòn dẹp nhóm sĩ quan dù phản loạn. Gọi được Dinh Độc Lập không? Thưa trung tá, không liên lạc được. Alo. Dạ đúng. Dạ có, trung tá vui lòng đợi một chút. Thưa trung tá, có trung tá Dương tư lệnh phó lữ đoàn dù muốn nói chuyện với trung tá. Chào trung tá, tôi Luân đây. Chào trung tá. Cuộc giải phẫu đang bắt đầu. Để giảm bớt đổ vỡ, chúng tôi yêu cầu tổng thống giao quyền lại cho một chính phủ mới. Sau đó, tổng thống được bảo đảm an toàn rời khỏi Việt Nam. Ủy ban cách mạng sẽ gửi tối hậu thơ cho tổng thống. Và nếu bị bác bỏ, chúng tôi sẽ tổng tấn công. Các ngã vào thủ đô đã bị quân cách mạng chiếm. Tôi tin là trung tá hiểu thời thế. Đừng vọng động. Chào trung tá. Người cầm đầu đảo chính gọi điện thoại cho chúng ta. Kêu gọi chúng ta đầu hàng à? Cũng gần như vậy. Hình như ông ta gọi cho tất cả các tỉnh. Trung tá quyết định sao bây giờ? Báo động trong toàn tỉnh, đình chỉ tất cả các cuộc hành quân, đề phòng quân đảo chính tấn công, cho phép các đồng lẻ được triệt thoái nếu bị uy hiếp, để bảo đảm mọi đơn vị thông suốt nhiệm vụ. Cho một cái bài trinh sát phóng thanh lệnh của tôi. Nghe rõ.